mua xe đạp điện, xe đạp quen nhá. Ok đấy, nhiều xe đẹp đấy. Màu gì thích màu gì? Màu cam á? Nhấc ra xem. Rồi. Mua cho em mà màu loại đẹp đấy. Nhiều xe ô tô này. Kia đây nhá, siết vào được. Đâu? Cái này bé quá không? Bé gì? Ngay là vừa đi. Yên nó cao lên được mà, đúng không? Yên này là thấp nhất này. Đâu? Xe đấy nó cao, bon đi sao được? Bon đi được không? Em đi được quá. Em đi được quá. Đi thử đi vào. Tới gần xe này chưa? Từ từ đã. Thử đi nào, con thử đi đi. Chưa hơn. Cái xe này thì bao nhiêu nhỉ? Cái xe này là 1 triệu. 1 triệu. Hay là cái màu xanh kia. Cái to này 1 triệu. Đấy, mua hẳn cái xe to ấy được. Nó có 3 bánh mà. Mua lên thử thế nào đi được không? Đấy. Đấy là vâng vâng. Đây màu xanh hay màu cam? Đây màu cam đẹp hơn đúng không? Màu xanh con trai. Đi được này đi được, nó có 3 bánh mà nó gì? Đấy nó tới chân là được rồi, điểm thấp nhất đấy. Đi à, này à. Thật. Gần gái. Ok, bọn nó chọn được chiếc xe màu cam nhá. Màu cam nó nổi hơn, đẹp hơn đúng không? À, có đi học thì lại ok đấy, đẹp không? Thích không? Mình đang thích không? Thích. Ok. Rồi. Rất nhiều xe đạp. Ok, chốt chưa? Bọn thích con này đấy nhá. Ok. Rồi chốc nữa bác. Chốc bác bơm hơi vào đã. À đi. Ok. Vỡ cái nhựa hay lấy cái khác. Ok, thích nha. Wow. Ui giời, anh Bon. Xe đạp điện. Ui giời. Mình ăn thích không? Hả Minh Nhan? Thích không? Ok. Hả? Ok nha các bạn nha. Hôm nay mình đang đã mua được chiếc xe chuẩn bị đi về. Hả? Xe là con đã đi nhanh rồi. Xe
thích xe nào, mẹ đi xe hai cẳng nhanh. Đấy, xe con kia rồi, đây. Ra xem có bác bơm xe nhé. Đây là trẻ con mà. Ừ, ô tô trẻ con đấy. Ừ, các bạn nhìn. Ok. Vậy là hôm nay bạn mua được chiếc xe nhá. Đi thử ra. Đang bơm hơi đâu? Thôi đừng thôi đi. Thử đi trên này xem nào. Xe cân bằng. Đấy đó. Đó. Đây, sướng. Xe đạp mini thống nhất. Đắt lên bằng gần xe đạp điện rồi. 1.8 triệu hay 7.8 triệu? 1.8 triệu. Là bơm xe cho bon bon này. Và cái nắp của con kia kìa. Đúng rồi, cái nắp chúng ta bơm xe xong rồi mà. Đây xe làm đẹp. Đua, ok. Áp thử có thế nào? Người bốc sau con ạ, đi thử đi. Về cắt người dao cắt một sức sơn đấy. Ok. Đi về đây, cứ đi về đây. Hả? Xe này chúng ta trơn rồi. Ừ, bơm rồi á. Đi thôi. Vui à? Vui không? Vui. Hôm nay được mua xe mới vui đấy nhỉ. Đi xe thưa cửa hàng về giỏi thế. Nhìn được không? Ngoài xe vào nhà mình đây, vào nhà mình.
Đào đi. Ơi. Đào về nhà nhá. Giỏi chết nhỉ. Nhìn đường. Ok, hôm nay bạn mình đang mua được cái xe mới mang về nhà. Hai anh em bắt đầu chiều ra trường. Chiều trường à? Đẹp quá, cũng sợ. Của anh màu cam, của em màu xanh. À, của anh màu xanh, của em màu cam. Đâu, của anh màu xám. Màu xám này, màu đen, màu vàng. À, bắt đầu đi đi. Toàn màu trắng với cả màu đen với cả màu cam thôi. Mà trượt cá, nó trượt cái bánh ấy thôi. Dừng. Các bạn nào, mình đi tập xe nào. Chào các bạn, hôm nay mình tập xe ra. Đây này, xe ra mưa này. Đúng nhá, bye bye các bạn. Các bạn nhớ like và chia sẻ cho kênh của mình nhá. Bye bye.